Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đóng vai trò sống còn trong việc điều hòa các diễn tiến của sự sống. Việc điều trị bệnh gan mật được quyết định rất lớn bởi thời gian phát hiện, kỹ thuật chẩn đoán và phương pháp điều trị. Ngay khi có các triệu chứng của tổn thương gan như đau hạ sườn phải, buồn nôn, chán ăn, thay đổi màu da hay chướng bụng, bạn cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và chẩn đoán sớm để chữa trị các bệnh về gan mật hiệu quả nhất. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, việc chẩn đoán các bệnh về gan mật được thực hiện chính xác và nhanh chóng. Bạn có thể dễ dàng đặt lịch hẹn thăm khám qua tổng đài 1900 558896, giúp tiết kiệm thời gian. Các nhân viên lễ tân tại Bệnh viện Thu Cúc sẽ tiếp đón, hướng dẫn bạn tận tình và chu đáo, đảm bảo việc thăm khám của bạn diễn ra nhanh chóng. Bạn sẽ được trực tiếp giáo sư gan mật hàng đầu thăm khám và tư vấn, chỉ định những xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm. Với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại như máy sinh hóa, huyết học, hệ thống máy siêu âm chất lượng cao, máy MSCT 64, các kết quả xét nghiệm của bạn sẽ có trong thời gian sớm nhất và chính xác nhất. Từ đó, giúp giáo sư đọc kết quả và tư vấn điều trị kịp thời, chính xác và hiệu quả nhất cho bạn. Để lá gan của bạn luôn khỏe mạnh, chúng tôi khuyên bạn hãy thực hiện ăn uống và sinh hoạt điều độ, lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên ít nhất 1 đến 2 lần một năm để tầm soát và phát hiện bệnh lý gan mật, điều trị kịp thời hiệu quả nếu có. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn.